cho gia đình. Đó chính là bộ karaoke Lux Series 3, là một sản phẩm thuộc phân khúc bình dân của một hãng rất nổi tiếng 7 năm nay, đó chính là hãng DB Acoustic. Bộ sản phẩm thì bao gồm có một chiếc sub điện, hai chiếc loa, một quản lý nguồn, một micro, một vang số và một chiếc cục đẩy ạ. Đầu tiên là chiếc sub điện đã sử dụng vặn 30 tạo ra âm trầm mạnh mẽ và tăng thêm sự phong phú cho âm thanh tổng thể. Tiếp đến là loa trong bộ karaoke được thiết kế để mang lại những âm thanh trong trẻo, chất lượng cao. Với công suất lớn, nó có thể tái tạo âm thanh một cách rõ ràng và sống động nhất, giúp các bạn có thể tận hưởng những bản nhạc, những ca khúc một cách tuyệt vời nhất. Dạ vâng, ngoài việc hát karaoke thì các bạn cũng có thể sử dụng để nghe nhạc, để xem phim. Tiếp đến là cục đẩy vang số, nó cung cấp các tính năng và chức năng đa dạng cho người dùng, cho phép người dùng có thể điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của mình. Các bạn có thể sử dụng để điều chỉnh âm lượng, cân bằng âm bass và âm tết, hoặc là áp dụng các hiệu ứng âm thanh khác để có thể có một buổi karaoke chất lượng nhất. Ở phía trên là bộ micro chất lượng cao, giúp các bạn có thể hát karaoke một cách chuyên nghiệp và thỏa mãn nhất. Micro còn có chế độ chống ồn, giúp tạo ra âm thanh một cách rõ nét và sắc nét nhất. Và phía trên cùng là chiếc quản lý nguồn, cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống âm thanh. Dạ vâng, và ngay sau đây xin kính mời mọi người cùng lắng nghe thử chất âm của dàn loa này nhé. Sở hữu được bộ karaoke với chất lượng âm thanh tốt, tính năng đa dạng và thiết kế lại còn chuyên nghiệp, DBH Audio xin được cam đoan rằng bộ
karaoke này sẽ mang đến cho quý vị khán giả một trải nghiệm vô cùng thú vị bên gia đình và người thân. Mọi thông tin chi tiết về đơn hàng xin vui lòng liên hệ bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.